Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Đây là một cái MacBook nó hơi bị lấn cấn một tí. Đây là con MacBook Pro 13 inch chạy chip Apple M2 các bạn nhé. Và để cho bạn nào chưa biết thì cái MacBook này nói chung là cũng xuất hiện trên thị trường một khoảng thời gian rồi. Thế nhưng mà nhiều người thì lại không quá quan tâm về chiếc laptop này, khi mà nó có cái mức hiệu năng không quá chênh lệch so sánh với con MacBook chạy chip Apple M1. Nó chỉ khác một cái điều, đấy là nó chạy con phiên bản M2 và option tối đa của nó lên tới 24GB mà thôi. Nhưng mình tin chắc chắn với cái mức giá, khi các bạn option lên tới 24GB thì gần như sẽ không ai mua. Thậm chí nhiều người mà cần một cái kiểu mới mẻ hơn thì mọi người sẽ chọn con MacBook Air. Nhiều người cần một cái gì đấy vừa mới mẻ vừa to thì lại chọn con MacBook Air 15. Còn cái con MacBook Pro 13 inch này hơi lấn cấn ở cái chỗ đấy là nó không có nhiều những cái mới như con MacBook Pro 14 inch hay 16 inch. Thế thì cái MacBook này nó dành cho ai? Và liệu các bạn có đi mua nó hay là không? Một cái sản phẩm mà nó không được nhiều người quan tâm đến, nhưng nó chắc chắn sẽ có một cái điểm vô cùng lợi, đó là mức giá sẽ tốt. Chạy ngay vào luôn tại 7S đi. Chúng ta đang có cái mức giá là 29.590.000 tại thời điểm mình đang quay video này. Và chúng ta còn đang có chương trình Campus, tuần lễ khai trương, rồi rất nhiều chương trình khuyến mãi. Cái vấn đề liên quan đến khuyến mãi thì có thể thay đổi theo từng cái mốc thời gian khác nhau. Vậy nên hãy click vào link phía bên dưới để chúng ta cập nhật chi tiết nhất về cái mức giá cuối cùng các bạn phải bỏ ra cho cái laptop này. Và để nói nôm na cho dễ hiểu thì tầm dưới 30 triệu cho con MacBook Pro 13 inch này thì nó sẽ có những thứ khá là hay ho về cái mặt trải nghiệm sử dụng. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ có những thứ mà các bạn sẽ cần phải lưu ý. Bắt đầu ngay xuyên trô và chúng ta sẽ cùng nói kỹ hơn về chiếc laptop này nhé. Quay trở lại một chút xíu thì nếu như các bạn đang tìm kiếm một cái máy tính nó vui vẻ, nó mới mẻ và nó có một chút gì đấy nó phải khác biệt thì nói thẳng ngay và luôn, chiếc laptop này không phải là dành cho các bạn. Bởi vì cái form thiết kế của con MacBook ra mắt năm 2022 này thì nó đã dùng từ thời năm 2016, tức là đến bây giờ nó phải cỡ 6-7 năm rồi nó dùng cái thiết kế này rồi. Chúng ta vẫn có cái phần viền màn hình có thể nói là khá dày tại thời điểm này. Chúng ta vẫn có cái form như vậy, chúng ta vẫn có cái thiết kế như thế, và không thể nào phủ nhận được một điều, đó là con MacBook này thật sự là về yếu tố build quality này, về yếu tố bản lề này, về yếu tố trackpad, bàn phím hay là màn hình các thứ thì thật sự chúng ta cũng không thể nào chê được nó ở cái điểm gì cả. Nó vẫn có một cái thiết kế phải nói là cực kỳ xịn sò, unibody full nhôm nguyên khối luôn. Chúng ta vẫn có cái phần thiết kế tổng thể thì nó không hề quá to, quá dày, quá nặng. Tại vì dẫu sao đây cũng chỉ là phiên bản 13 inch. Hay nó vẫn có một cái màn hình Retina, có thể nói là khả năng hiển thị vẫn cực kỳ là xuất sắc. Tuy rằng để nói một cách công bằng thì nếu so sánh với những con màn hình mới ra gần đây của nhà Apple á, con này nó hơi chán một cái, nó viền hơi dày. Thế nhưng mà nó lại không có cái màn hình tai thỏ. Một loạt những yếu tố khác có thể nói nó làm quá tốt, ví dụ như bàn phím cũng đã được cải thiện, gõ cũng ok, trackpad thì phải nói là cực kỳ ma thuật, dùng quá sướng, hay là hệ thống loa ngoài vẫn chất lượng này, rồi thời lượng pin thì MacBook Pro chạy chip Apple M2 này vẫn quá là ngon, và đó vẫn luôn là những thứ mà Apple làm quá tốt. Thế thì cái laptop này nó dành cho ai? Cái sự khác biệt của MacBook Pro M2 này so sánh với cái MacBook Air chắc chắn nó đến từ cái hệ thống tản nhiệt, và nhờ hệ thống quạt tản nhiệt này thì nó sẽ giúp cho cái hiệu năng của con MacBook Pro này nó được bung lụa ra một cái tốt hơn, và các bạn sẽ gần như không bao giờ lo nó bị throttling. Chắc chắn là không bao giờ các bạn sẽ gặp phải cái hiện tượng đó trên cái laptop này. Đấy là cái điều mình khẳng định. Nếu như các bạn trong cái ngân sách chúng ta có khoảng tầm 30 triệu, chúng ta cần một cái máy tính để hoạt động thật sự là rất lâu và làm những công việc để liên quan đến học tập của bạn, thì học tập của bạn bây giờ chúng ta cũng có rất nhiều kiểu học. Có nhiều bạn thì học chỉ cần Word, Excel, PowerPoint là xong. Nhưng cũng có rất nhiều bạn học thì cần phải code này, code kia, lập trình web này, lập trình cái nào, lọ chai các kiểu. Thậm chí cũng có rất nhiều bạn làm về multimedia, các bạn chỉ cần phải vẽ, các bạn cần phải thiết kế, edit video. Và nếu như các bạn cần một cái laptop nó phải mạnh, thực ra có thể nó là mạnh vừa phải thôi, nhưng lại phải hoạt động trong một khoảng thời gian rất là dài, thì chắc chắn cái laptop này sẽ dành cho các bạn, bởi vì nó có quạt tản nhiệt các bạn nhá. Ai mà trải qua thời sinh viên rồi cũng biết cái thời gian làm đồ án nó nhức đầu mệt mỏi như nào. Có những cái project chúng ta phải làm xuyên suốt qua đêm luôn, chúng ta phải làm liên tục cỡ khoảng vài ngày luôn. Thì những lúc như thế đôi khi có nhiều anh em mà code xong ấy, hoặc thậm chí là nhiều bạn mà làm những cái liên quan đến thiết kế ấy, thì đến lúc chúng ta render ra cái thành phẩm cuối cùng, cái thời gian đấy nó thực sự rất là mệt mỏi. Mình đã từng render thử trên con MacBook Pro M2 này, nó chạy liên tục hơn 8 tiếng mà không bị sụt một tí xíu xung nhịp nào cả, vẫn hoạt động một cách trơn tru, vẫn mượt mà, vẫn tạo ra cái thành phẩm cuối cùng một cách rất ok. Đấy là cái điều minh chứng rõ ràng nhất cho việc một cái MacBook nó mang lại cái sự ổn định như thế nào. Và nhờ có quạt tản nhiệt thì nó sẽ giúp cho cái hiệu năng của nó giữ ổn định đến mức độ là như thế nào. Mình khẳng định cái điều này là cái điều mà MacBook Air không bao giờ làm được, cho dù các bạn có làm cái điều gì chăng nữa.
chắc chắn là MacBook Air không bao giờ làm được những điều tương tự. Nhưng cái nhu cầu đấy thì mình biết là không phải bạn sinh viên nào cũng cần. Vậy nên cái nhu cầu của bạn phản ánh xem cái sản phẩm có phù hợp hay là không. Đôi khi nếu được thà thừa ra một chút xíu để đến lúc cần nó sẽ đáp ứng được nhu cầu, còn hơn đến lúc cần phải ép nó chạy nặng nó lại không làm được các bạn ạ. Có một cái yếu tố cũng quan trọng nữa, đó là nhờ cái quạt tản nhiệt như thế này thì khi mà các bạn chúng ta đang cần phải làm một cái công việc gì đó nặng mà các bạn cần phải cắm sạc cho cái máy, nó cũng sẽ ít bị giảm xung nhịp đi rất nhiều. MacBook Air, bạn nào mà đang dùng những cái gì nặng nặng chút xíu, lướt web nhiều tab, đặc biệt là Chrome, làm những cái thứ liên quan đến mấy cái video các kiểu mà nó hết pin, các bạn phải cắm sạc cho nó vào thì các bạn sẽ cảm nhận thấy rất rõ ngay một điều đấy là tự nhiên sao máy mình sao nó cứ sai sai, nó chậm chậm, di chuột nó đơ đơ lắc lắc. MacBook Air nó là như thế bởi vì nó không có quạt tản nhiệt phía bên trong. Hay thậm chí là chúng ta còn một cái yếu tố, nếu như các bạn kết nối ra màn hình rời phía bên ngoài, những lúc mà pin đầy thì không sao, những lúc mà pin bị yếu đi cắm vào các bạn sẽ cảm thấy nó lắc lỏi luôn. Đôi khi kéo màn hình 4K trước chắc nó đã quá ngon. Khi dùng MacBook Pro thì chúng ta không lo về những yếu tố đấy nữa. Đấy là điểm cộng, nhưng nó cũng sẽ có điểm trừ. Đấy là bởi vì nó có quạt, thế nên nó sẽ không thể nào yên tĩnh được giống như là MacBook Air. Thế nên nhu cầu của bạn sẽ quyết định điều này phù hợp hay là không nha. Rồi, và cái cuối cùng nữa thì con MacBook Pro 13 inch này nó vẫn giữ lại cái Touch Bar. Cái Touch Bar này đối với bản thân mình thì nó khá là vô dụng, nhưng đối với nhiều người thì lại thấy nó vui vẻ. Tại vì sẽ có những cái nó trải nghiệm trọt lên cái phần cảm ứng đấy thì nó cũng vui. Nói chung á, thì với con MacBook Pro M2 2022 này thì nếu xét về phiên bản base 8GB và 256GB bộ trong, mình nói rõ luôn là cái mức này nó là một mức rất cơ bản. Bản thân mình trước đây cũng có một khoảng thời gian dài mình dùng con Mac Mini, bộ nhớ dung lượng là 256GB. Lúc này thì mình có thể lưu trữ toàn bộ những cái dữ liệu quan trọng của mình liên quan đến data công việc sang một cái ổ cứng rời bên ngoài. Các bạn chỉ cần đầu tư thêm khoảng vài triệu chúng ta đã có dung lượng tới 1TB rất là dễ dàng rồi. Thì cái MacBook này cũng như vậy, 256GB nó sẽ đủ để các bạn lưu trữ những cái file hệ thống, lưu trữ những cái phần mềm. Thì sau đó các bạn backup hết toàn bộ những cái dữ liệu quan trọng sang cái ổ cứng bên ngoài. Hay nhiều bạn cũng đắn đo 8GB thì nó có quá kém ở năm 2023 này hay không? Thì câu trả lời của mình đó là nó cũng có kém. Nhưng đây là MacBook chạy chip Apple Silicon, và cái vấn đề tối ưu của macOS đi kèm với cả chip Apple Silicon thì nó thực sự là quá đỉnh cao. 8GB như này thì mình cũng đã từng test để edit video 4K 60fps, nó vẫn cứ là ngon lành. Thế thì mình nghĩ nó cũng không cần phải quá đáng ngại đối với những nhu cầu cơ bản của mọi người đâu. Nhưng rõ ràng lên tới 16GB thì chắc chắn nó sẽ tuyệt vời hơn. Nhưng mà số tiền thì cũng phải bỏ ra khá nhiều đấy, bởi vì chỉ có phiên bản 8GB là được giảm giá rất nhiều tại Cellphone mà thôi. Các bạn thấy sao về chiếc laptop này? Hãy để lại ý kiến ở comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.